Xin kính chào quý khán giả và các đồng chí. Đó là những tin tức nổi bật sẽ có trong bản tin quốc tế hôm nay của chúng tôi. Và tôi là Phương Thảo. Ngay sau đây xin mời quý khán giả và các đồng chí cùng đến với phần điểm tin tức quốc tế vừa được chúng tôi cập nhật. Trong một tuyên bố hôm nay ngày 29 tháng 9, Triều Tiên cho rằng việc Hoa Kỳ viện trợ quân sự trị giá 8 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine là một sai lầm trước một cường quốc hạt nhân như Liên bang Nga. Theo đó, giới chức Bình Nhưỡng cảnh báo động thái này có thể làm leo thang xung đột Ukraine và đẩy cả châu Âu đến bờ vực một cuộc chiến tranh hạt nhân. Tuyên bố được đưa ra sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden công bố gói viện trợ quân sự cuối cùng trong nhiệm kỳ của mình và Nga vừa sửa đổi học thuyết hạt nhân. Thụy Sĩ bày tỏ hoan nghênh và ủng hộ sáng kiến hòa bình của Trung Quốc và Brazil về giải quyết xung đột tại Ukraine, cho rằng cách tiếp cận này dựa trên các giá trị của Liên Hợp Quốc. Trước đó, trong bài phát biểu trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho biết, nước này cùng Brazil và các quốc gia khác ở Nam Bán Cầu vừa triển khai nền tảng Những Người Bạn Vì Hòa Bình nhằm đưa ra tiếng nói khách quan, cân bằng và lý trí hơn, qua đó tìm kiếm giải pháp đối thoại toàn diện giúp chấm dứt xung đột tại Ukraine. Hai vụ nổ bom đã xảy ra tại Somalia khiến 6 người thiệt mạng, 10 người bị thương ở thủ đô Mogadishu và một thị trấn ở miền Bắc của nước này. Hiện chưa có lực lượng nào đứng ra nhận trách nhiệm. Tuy nhiên, nhóm phiến quân Al-Shabaab đã có liên hệ với tổ chức khủng bố Al-Qaeda, thường tổ chức các vụ tấn công nhằm vào nhiều mục tiêu ở Somalia. Tháng trước, lực lượng này đã tiến hành một vụ đánh bom tự sát vào một khách sạn thuộc khu nghỉ dưỡng Lido Beach, nơi giới doanh nhân và quan chức cấp cao thường xuyên lui tới. Cảnh sát Nam Phi xác nhận đã có 17 người thiệt mạng, trong đó có 15 phụ nữ, trong hai vụ xả súng xảy ra tại hai ngôi nhà cạnh nhau trong một khu dân cư ở ngoại ô thị trấn Luskiski. Cảnh sát Nam Phi cho biết đã thành lập một đội điều tra để xác định động cơ và thủ phạm của vụ tấn công. Nam Phi nằm trong số những quốc gia có tỷ lệ giết người cao nhất thế giới. Trong những năm gần đây, các vụ xả súng hàng loạt ngày càng gia tăng với trung bình 70 vụ một ngày. Bão Helene đã càn quét qua khu vực Đông Nam của Hoa Kỳ, gây thiệt hại lớn về người và của. Những trận mưa lớn đã khiến ít nhất 64 người chết và hàng triệu người bị ảnh hưởng. Thống đốc bang Georgia đánh giá, bão Helene giống như một quả bom phát nổ khi đổ bộ với sức gió 225 km/h. Hiện bão đã suy yếu và dự kiến sẽ di chuyển qua thung lũng bang Tennessee vào ngày hôm nay 29 tháng 9 theo giờ địa phương. Thưa quý khán giả và các đồng chí, lực lượng phòng vệ Israel IDF ngày 28 tháng 9 đăng ảnh liệt kê 11 thành viên cấp cao của Hezbollah. Trong đó thì có 10 trên 11 người được khẳng định đã thiệt mạng, trong đó có cả thủ lĩnh Nasrallah. Bức ảnh được IDF công bố hôm 28 tháng 9 cho thấy danh sách các lãnh đạo và chỉ huy cấp cao của Hezbollah, Abu Ali Rida, chỉ huy đơn vị Badr là còn sống. Bộ Ngoại giao Israel cùng ngày cũng công bố ảnh 18 thành viên cấp thấp đều kèm dòng chữ đã bị loại bỏ. Động thái này được đưa ra sau khi Israel tuyên bố thủ lĩnh Hassan Nasrallah đã thiệt mạng trong đợt không kích hôm 27 tháng 9 dựa trên thông tin tình báo thời gian thực về hoạt động của nhà lãnh đạo Hezbollah tại trụ sở dưới lòng đất ở phía nam thủ đô Beirut. Phi đội tham gia chiến dịch chỉ nhận được thông tin chi tiết về mục tiêu chỉ vài giờ trước khi cất cánh. Israel cho biết họ đã theo dõi lãnh đạo Hezbollah trong nhiều năm qua và chờ thời cơ thích hợp để tấn công. Trong những động thái mới nhất, IDF cũng tấn công mạng tháp điều khiển không lưu của sân bay Rafik Hariri ở thủ đô Beirut, kèm lời đe dọa sẽ tấn công bằng vũ lực nếu máy bay của Iran hạ cánh xuống sân bay này. Những kẻ tấn công chúng tôi sẽ tấn công họ. Không có nơi nào ở Trung Đông nằm ngoài tầm với cánh tay dài của Israel. Thủ lĩnh chính trị Hamas, Yahya Sinwar, càng nhận ra rằng Hezbollah không còn đến để cứu ông ấy nữa. Cơ hội để các con tin của chúng ta trở về càng cao. Nhà lãnh đạo Israel cũng cảnh báo người dân rằng những ngày sắp tới sẽ rất khó khăn khi Israel đang trải qua giai đoạn bước ngoặt lịch sử. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh IDF được cho là đã sẵn sàng cho một chiến dịch trên bộ nhằm tấn công lực lượng Hezbollah. Đáp lại, Hezbollah và lực lượng Houthi ở Yemen cũng liên tiếp tấn công các mục tiêu ở miền Bắc và miền Trung của Israel. Liban tuyên bố quốc tang 3 ngày để tưởng nhớ thủ lĩnh Hezbollah, nhưng chưa công bố thời điểm tiến hành lễ tang chính thức. Trong khi đó,
Iran cũng tuyên bố quốc tang 5 ngày từ ngày 30 tháng 9, trong khi an ninh đang được thắt chặt tại nước này. Hãng tin Reuters hôm nay dẫn các nguồn tin cho biết lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei đã được đưa đến một địa điểm an toàn bên trong lãnh thổ Iran. Đến nay, Iran vẫn cho thấy phản ứng khá kiềm chế, dù lãnh đạo Khamenei trước đó tuyên bố toàn kết các lực lượng đồng minh trong khu vực trước nguy cơ chiến tranh lan rộng ở Trung Đông. Trong tuần qua, lần đầu tiên Hezbollah phóng tên lửa đạn đạo vào Israel. Trước áp lực từ cuộc chiến chống Hamas, sức mạnh quân sự của Hezbollah, khả năng tài chính và hậu cần của Israel, câu hỏi đặt ra là liệu Israel có đủ khả năng cho một cuộc chiến tranh toàn diện khác với Hezbollah hay không? Vấn đề này sẽ được biên tập viên Linh Phương phân tích ngay sau đây. Xin kính chào quý vị và các đồng chí. Ngày 25 tháng 9, lực lượng Hezbollah ở Liban tuyên bố đã phóng tên lửa đạn đạo nhằm vào trụ sở của cơ quan tình báo Israel Mossad gần Tel Aviv giữa lúc xung đột leo thang. Theo AFP, đây là lần đầu tiên Hezbollah tấn công bằng tên lửa đạn đạo vào Israel kể từ khi cuộc chiến kéo dài gần một năm với Tel Aviv nổ ra. Phong trào Hezbollah tuyên bố, lực lượng kháng chiến Hồi giáo đã phóng tên lửa đạn đạo Qadr nhằm vào trụ sở Mossad ở ngoại ô Tel Aviv. Hezbollah cáo buộc trụ sở này chịu trách nhiệm ám sát các nhà lãnh đạo và thực hiện cuộc tấn công khiến loạt máy nhắn tin và thiết bị không dây ở Liban phát nổ. Cuộc tấn công đã khiến nhiều người thiệt mạng, bao gồm một chỉ huy cấp cao. Về phần mình, quân đội Israel cùng ngày tuyên bố lần đầu tiên tên lửa do Hezbollah bắn đã bay đến khu vực Tel Aviv và bị hệ thống phòng thủ của Israel đánh chặn. Ngoài ra, lực lượng không quân Israel đã tấn công bệ phóng của tên lửa ở khu vực Nafakie, miền nam Liban. Không có báo cáo nào về thiệt hại hoặc thương vong. Đây là lần đầu tiên Hezbollah thực hiện một cuộc tấn công như vậy trong cuộc chiến kéo dài gần một năm với Israel. Đây là lần tấn công xa nhất của Hezbollah cho đến nay và động thái trả thù trực tiếp cho các cuộc tấn công vào máy nhắn tin, bộ đàm hồi tuần trước. Tên lửa đạn đạo là các tên lửa dẫn đường tầm xa, bay với tốc độ siêu vượt âm và rất khó đánh chặn. Hezbollah dùng loại vũ khí này tấn công gần thành phố lớn thứ hai của Israel, cho thấy bước leo thang đáng kể trong cuộc xung đột. Theo kênh Al Jazeera, động thái của Hezbollah gửi đi một thông điệp của Hezbollah không giảm leo thang, không ngoại giao. Trước mắt, Hezbollah mới chỉ phóng một tên lửa, vì vậy rất có khả năng đây là một thông điệp từ Hezbollah rằng họ vẫn có khả năng sử dụng tên lửa đạn đạo. Theo kênh CNN, sau gần một năm giao tranh ác liệt ở Gaza, Israel đang gia tăng các hoạt động quân sự thù địch với Hezbollah ở Liban. Tình hình hiện tại đã đặt ra một câu hỏi quan trọng, liệu Israel có đủ khả năng để tiến hành một cuộc chiến tranh toàn diện với Hezbollah hay không? Các chuyên gia cảnh báo rằng nếu Israel tham gia vào một cuộc chiến toàn diện với Hezbollah, nước này sẽ phải đối mặt với một đối thủ mạnh mẽ hơn nhiều so với Hamas. Hezbollah có khả năng quân sự tinh vi hơn và trong năm qua họ đã tăng cường kho vũ khí và các chiến thuật quân sự của mình. Ước tính nhóm này sở hữu từ 120.000 đến 200.000 tên lửa và đạn đạo, trong đó có hàng nghìn tên lửa có tầm bắn xa lên tới 300 km. Một trong những cuộc tấn công gần đây của Hezbollah vào Israel đã gây ra thiệt hại đáng kể. Với báo cáo về những cuộc tấn công vào các căn cứ quân sự và địa điểm chiến lược, cuộc tấn công này cho thấy sự gia tăng mức độ đe dọa mà Hezbollah có thể gây ra cho Israel trong trường hợp xung đột quân sự quy mô lớn. Bên cạnh sức mạnh quân sự, khả năng duy trì một cuộc chiến tranh toàn diện cũng phụ thuộc vào nền kinh tế của Israel. Kinh tế của Israel đã trải qua sự suy giảm nghiêm trọng kể từ khi bắt đầu xung đột với Hamas, với hàng ngàn doanh nghiệp bị ảnh hưởng và tỷ lệ thất nghiệp gia tăng. Theo báo cáo của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD, nền kinh tế Israel đã giảm 4,1% trong những tháng đầu của cuộc chiến. Nền kinh tế suy thoái đi kèm với chi tiêu quân sự gia tăng dự kiến sẽ gây thiệt hại lên tới 67 tỷ đô la Mỹ từ năm 2023 đến 2025. Sự suy giảm này không chỉ ảnh hưởng đến khả năng tài chính của Israel mà còn tác động đến xếp hạng tín dụng của nước này, khiến việc vay nợ trở nên khó khăn và tốn kém hơn. Điều này có thể gây cản trở cho khả năng duy trì hoạt động quân sự và đảm bảo hậu cần dài hạn nếu một cuộc xung đột quy mô lớn xảy ra. Trong bối cảnh chiến tranh hiện tại, sự ủng hộ của công chúng đối với các hoạt động quân sự của Israel đang giảm dần. Một cuộc khảo sát gần đây cho thấy người dân Israel chia rẽ về việc liệu nước này nên theo đuổi một thỏa thuận ngoại giao hay một chiến thắng quân sự trước Hezbollah. Trong khi một bộ phận ủng hộ tiếp tục cuộc chiến, phần lớn dường như muốn chấm dứt xung đột và tìm kiếm các giải pháp hòa bình hơn.
Như vậy, tình hình tại Israel hiện nay rất phức tạp và khả năng cho một cuộc chiến tranh toàn diện khác với Hezbollah đang đặt ra nhiều thách thức. Với sức mạnh quân sự của Hezbollah, tình hình kinh tế suy giảm và áp lực từ công chúng, Israel có thể phải cân nhắc kỹ lưỡng trước khi quyết định tiến hành một cuộc chiến quy mô lớn hơn. Tôi xin kết thúc phần trình bày của mình tại đây. Mời quý khán giả và các đồng chí đến với những thông tin tiếp theo. Liên Hợp Quốc tiếp tục lên tiếng bày tỏ quan ngại trước sự leo thang căng thẳng xung đột giữa Israel và Hezbollah, trong khi nhiều quốc gia Hồi giáo cũng phản đối các cuộc tấn công tăng cường gần đây của Tel Aviv nhằm vào thủ đô Beirut của Liban. Trong một tuyên bố, người phát ngôn của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, ông Stefan Dujarric, cho biết người đứng đầu cơ quan này rất quan ngại về tình hình chiến sự leo thang ở Liban trong 24 giờ qua, đồng thời cho rằng vòng xoáy bạo lực này phải chấm dứt ngay và tất cả các bên cần phải lùi bước trước bờ vực thảm họa. Ước tính, các trận không kích của Israel vào lãnh thổ Liban từ đầu tuần đã khiến hơn 700 người thiệt mạng và hơn 5.000 người bị thương, hơn 77.000 người ở miền Nam và miền Đông Liban phải sơ tán, trong đó hơn 50.000 người sơ tán sang quốc gia láng giềng Syria. Cùng ngày, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi đã điện đàm với Thủ tướng Liban Najib Mikati, trong đó ông khẳng định Ai Cập sẽ luôn sát cánh cùng Liban, cũng như ủng hộ một lệnh ngừng bắn toàn diện ngay lập tức và vĩnh viễn tại cả Liban và dải Gaza. Trong khi đó, Iran đã yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn về vụ Israel sát hại thủ lĩnh Nasrallah của Hezbollah, đồng thời kêu gọi Hội đồng Bảo an phải hành động ngay lập tức để chặn đà tấn công của Israel và ngăn chặn chiến sự lan rộng ra toàn khu vực. Trong phản ứng mới nhất, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã chỉ đạo Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin tăng cường tư thế phòng thủ của quân đội Hoa Kỳ ở khu vực Trung Đông để ngăn chặn hành vi gây hấn và giảm nguy cơ chiến tranh khu vực mở rộng. Ông Biden nhấn mạnh, mục tiêu của Washington là giảm leo thang các cuộc xung đột đang diễn ra ở cả Gaza và Liban bằng các phương tiện ngoại giao. Cùng ngày, Hoa Kỳ và Đức tuyên bố rút nhân viên ngoại giao ở Liban về nước. Nhiều nước cũng đã khuyến cáo công dân nhanh chóng rời khỏi Liban khi các chuyến bay thương mại vẫn còn hoạt động trong bối cảnh thêm nhiều hãng hàng không tạm ngừng các chuyến bay qua không phận Israel và Liban. Đáng chú ý, Cơ quan An toàn Hàng không của Liên minh châu Âu EU và Ủy ban châu Âu EC đã ra khuyến cáo các máy bay không hoạt động tại không phận của hai nước này ở mọi tầm bay. Theo Ngân hàng Thế giới, 400 triệu học sinh trên khắp thế giới đã phải nghỉ học do trường học đóng cửa vì thời tiết khắc nghiệt kể từ năm 2022. Biến đổi khí hậu cũng làm gia tăng các rào cản ở hiện tại và tương lai trong nỗ lực phổ cập giáo dục toàn cầu. Và thông tin này cũng sẽ khép lại bản tin hôm nay của chúng tôi. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Chỉ trong 2 tuần, cơn bão Yagi quét qua Việt Nam, Thái Lan, Lào và Myanmar đã mang theo mưa lớn và gió giật gây lũ lụt và lở đất trên diện rộng. Trong số những người bị ảnh hưởng, có hơn 6 triệu trẻ em không thể tiếp cận với nước sạch, lương thực, y tế, lều trại và tất nhiên là cũng chưa thể quay lại trường học. Đằng sau tôi là một ngôi trường trung học, nay đã biến thành nơi cư trú tạm thời vì lũ lụt, có hơn 1.000 người đã trú ẩn ở đó. Sự gia tăng các hiện tượng thời tiết cực đoan ở Đông Nam Á trầm trọng hơn do biến đổi khí hậu là lời nhắc nhở đáng buồn rằng khi thiên tai xảy ra, trẻ em thường phải trả giá đắt nhất. Theo Ngân hàng Thế giới, cứ một trẻ 10 tuổi ngày nay sẽ trải qua gấp 3 lần số trận lũ lụt, gấp 5 lần số trận hạn hán và gấp 36 lần số đợt nắng nóng so với một đứa trẻ 10 tuổi vào năm 1970. Trước thực tế đáng báo động này, Ngân hàng Thế giới đặt ra các khuyến nghị cho chính phủ các nước cần hành động khẩn cấp để ngăn chặn tổn thất lớn trong tương lai. Khuyến nghị đầu tiên là phải theo dõi tần suất các trường học đóng cửa do ảnh hưởng từ khí hậu khắc nghiệt. Khuyến nghị thứ hai là cần sử dụng hệ thống trường học một cách hiệu quả để giúp trẻ em hiểu về biến đổi khí hậu. Bên cạnh đó, cần những hành động cụ thể để thích ứng. Ước tính, mỗi trẻ em sẽ cần một khoản đầu tư trị giá 18,51 đô la Mỹ để giảm thiểu tác động từ các cú sốc khí hậu. Nhưng cách duy nhất để giải quyết vấn đề trong dài hạn là sự chung tay góp sức của cả cộng đồng. Giáo dục có thể mang đến sự thay đổi hành vi để tiến tới tương lai bền vững.